Chào mọi người nha, em giới thiệu một cái đầu máy nổ, đầu máy xanh nổ Kubota nha. Kubota, Yanma, Mitsubishi, Honda là những thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt là về Kubota. Kubota và Yanma nó có phải nói là những dòng đỉnh cao của máy xanh, máy nổ. Rồi. Con máy này thì cực kỳ đẹp rồi. Thì em nói sơ thì con máy này là con máy có thể nó dùng đề nha mọi người, dùng đề. Nhưng mà nó có cái này là cái phần vô lăng mọi người có thể lắp chụp giật được nha, mọi người có thể lắp chụp giật được à. Khi mua chụp giật mọi người có thể lắp vào mà mọi người vừa dùng đề và vừa dùng giật được nha. Con máy này thì nó đẹp, em nói là nó đẹp, rất rất đẹp và hoàn hảo nha, hàng hệ. Nó 8 người rưỡi nha mọi người, 8,5 HP, 8 người rưỡi nha. GH250GS. Này là cái dây đề của nó. Đây, ổ đề nữa. Lửa rất là ngon nha. Này cục cục này là cục đề này mọi người. Cục này là chuyên đề này. Lửa rất là mạnh. Nói chung là máy này nó đẹp, không có chết gì hết. Nó cục truyền, cục thẳng. Rồi. Máy cực kỳ đẹp, tại vì nó chưa vệ sinh thôi. Này chắc tháo từ máy gì đây. Đây, bộ e rất đẹp luôn. Cực kỳ đã mọi người ơi. Đẹp luôn, chế của nó rất đẹp. Bình xanh. Hình như là có xanh luôn mọi người ơi, đang dùng. Rồi, con này nó đang dùng. Ồ, con này đang dùng nha, con này đang thật sự là đang dùng, thật sự là đang dùng và mua về chỉ việc dùng thôi à, không còn phải dọn gì hết đâu, con này không phải dọn gì. Còn xanh luôn, xanh miên man luôn, xanh chứ không phải nước đâu nha. Cái này tên chữ Long là tên của em, và tại hàng này là em đặt ở bên Nhật về nha, nên là nó về công là nó dán tem ra, hàng của ai là nó dán tem lên trên này. Quá tuyệt mọi người, con này chạy cực kỳ sướng luôn, 8,5 ngựa, khá là mạnh, 8 ngựa rưỡi. Ok, về mình lắp công tắc đề vào là mình xài thôi, mình chơi thôi và nghiên cứu ngang tự cái bình xăng con cực kỳ mới luôn. Mở xăng, đóng xăng rồi. Ok, thì em giới thiệu về con máy nó như vậy mà. À, mọi người có nhu cầu dùng á, thì dùng rất là ngon nha. Chạy mạnh lắm. Kubota OHV. Cái đầu máy, cái cục máy này là giá của nó là 4 triệu nha mọi người. 4 triệu nha. 8 người rưỡi, 4 triệu. Thì cái này ấy, này là cũng nặng á. Bốn triệu nha mọi người. Nếu mọi người cái này thì em sẽ hỗ trợ thế này. Nếu mọi người thêm 100.000 tiền cước ấy, thì em sẽ bao ship cho mọi người. Cục này nó cũng nặng. Nếu mà mọi người hỗ trợ thêm 100.000 á, thì em sẽ bao ship cho mọi người. Còn lấy giá 4 triệu thì em không có bao ship nha. Máy đẹp lắm. Rồi chào mọi người nhé.